Quả ta da, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Papi. Và trong cái video clip ngày hôm qua là mình đã bay quên server châu Âu để tìm anh Mr. Hot đó. Nhưng mà rốt cuộc là không thấy đâu kể ra các bạn ơi. Và ngày hôm nay mình chỉ còn một cơ hội cuối cùng, đó là ở bên server Việt Nam. Thì liệu là ngày hôm nay là mình có nhân phẩm được gặp anh Mr. Hot đó hay là không đây? Rồi, một cái đèn đường lễ hội ánh sáng các bạn ơi. Mình mở hộp nhân phẩm không có rare cái cánh rồi. Và có một bạn ở trên kênh là comment là năm nay map không trang trí Giáng sinh rồi, sự kiện Giáng sinh thì là có một cái chế tác buồn ghê. Ok, và các bạn cũng đừng lo lắng nha, đây chưa phải là cái phiên bản cập nhật sự kiện Noel đâu mọi người ơi, chỉ là cái phiên bản cập nhật mùa đông thôi. Và sắp tới thì mới là cập nhật chính thức sự kiện Noel nha. Đó, và cái khu vực đảo cây sẽ là trang trí tất cả những cái đồ Giáng sinh nè, ông già Noel nè, khắp ở mọi nơi luôn. Đó, lúc đó sẽ rất là đẹp đó mọi người ơi. Và rất có thể là khoảng tầm là 4 ngày nữa thì game sẽ là cập nhật phiên bản mới nở sự kiện Noel đó nha mọi người. Wow, và ngày hôm nay là ngày đăng nhập thứ 15. Và chúng ta sẽ nhận một cái bộ đồ rất là đặc biệt. Đây các bạn ơi, một cái bộ đồ rất là xịn xà đó nha. Nãy trang phục người tuyết đây mọi người ơi. Bộ đồ người tuyết Yeti. À, và mình nhìn cái bộ đồ này giống như là cái bộ đồ bán bằng kim cương ở trong shop cửa hàng đó các bạn ơi. Và đó chính là gói vái vật Kiki. Và tiếp theo là gói quái vật Chi Chi. Và giá là 150 kim cương nha. Đó, mình đã mua từ năm ngoái rồi. Mình chỉ mua một cái bộ màu xanh nước biển là các bạn đã, các bạn thấy giống chưa? Đó, cái bộ đồ này thì màu trắng này đấy, mình thấy cũng tương tự mọi người ơi. Cũng không giống lắm nhưng mà nhìn nói chung là cũng nén nén như nhau nha. Rồi, nhưng mà cái bộ đồ này là bộ đồ người tuyết đấy, cũng khá là cute đó các bạn. Và mình đố các bạn, cái này là cái gì đây? Đã một cái mô hình trông giống như là một cái sự kiện Noel gì đó. Một cái chiếc tàu hỏa nè, một cái xích đu màu đỏ nè, một cái đu quay siêu to khổng lồ nữa kìa, thêm một cái khinh khí cầu nữa các bạn ơi, và một cái chú tuần lộc màu xanh lá nữa kìa. Ok, và cho các bạn nào mà chưa biết thì đây sắp sửa là sẽ cập nhật gói VIP, đó chính là mùa làng Giáng sinh đó các bạn ơi, khá là xịn sò luôn. Và đây là toàn bộ vật phẩm trong cái VIP mùa làng Giáng sinh nha các bạn ơi. Đó, và cái đầu tiên đó chính là một cái con tuần lộc nè, màu xanh lá nè. Rồi một cái set bộ đồ cô gái Noel nè. Đó, và thêm là các món đồ nội thất. Đấy, ví dụ là cái thông Noel nè, cái khu trò chơi nè, xích đu rồi các bạn ơi. Và nhìn vào cái quảng cáo trailer cái gói VIP Pass này là mình thấy là những cái món đồ nội thất này có thể là sẽ siêu to khổng lồ. Đó, và rất là to lớn nha các bạn ơi. Và chúng ta sẽ lại được vui đùa nè, chơi này ở trong những cái món đồ nội thất đấy. Nice. Ok, và cái gì mình sẽ là nhận cái gói VIP Pass sớm và review cho các bạn xem nha. Đó, coi là nó ấn tượng như thế nào. Mình cũng đang rất là hóng đấy. Wow, là tiếp tục trong shop cửa hàng có cái gói trang phục mới gì đây. Gói trực tiếp xanh điệu. À, và có ba màu là các bạn ơi. À, có một cái ván trực tiếp nữa nè. Đấy, cũng là chiếc xe mọi người, tốc độ 6 lực nhảy 13. À, khoảng thu là cái xe tóc nha. Đó, xe tóc là lực nhảy là 20 lần. Khá là cao đấy mọi người ơi. Và giá 129k đây. Và hình như có vẻ là game đã thiết kế cái bộ đồ này dành cho nữ hay sao đó các bạn. Đó, tôi thấy là cái bộ đồ nữ là toàn mặt không à. Đó, chỉ có duy nhất cái bộ đồ màu xanh nước biển này nè. Đó, anh em mặc thì cũng phù hợp đấy các bạn. Đó, chỉ cần là thay cái tóc thôi. Ok, và mình sẽ là không mua đâu. Đó, tại vì là đồ nữ không phải là đồ nam. Ồ, là chờ cần tới Noel thì game bán ra các trang phục liên tục rồi các bạn ơi. Đó, một ngày là bán một gói khác nhau nha. Ai mà chịu cho anh nổi đây. Và chưa hết đâu, đã sắp tới là game con sẽ bán ra thêm các gói Noel Giáng sinh nữa nha. Đó, các bạn là thê hồ mà mua ngập mặt luôn. Rồi, và bây giờ mình sẽ là thử nhân phẩm bằng cái hộp mũ Giáng sinh này. Đó, sau khi mình mở hộp nhân phẩm xong thì mình sẽ là đi qua bên server Việt Nam nha các bạn ơi. Đó, mình trở về server Việt Nam để mình tham gia cái sự kiện chụp ảnh cùng anh Mr. Hot Dog chị bán kem nè, nãy về cô gái game girl nha. Để coi là ngày hôm nay mình có nhân phẩm gặp được ba cái người idol đó hay không này. Đó, bây giờ đi săn idol mà chưa gặp idol nào cả các bạn ơi. Công nhận là thế là buồn đấy. Rồi, hộp cuối cùng. Có ra chiếc nón Noel hay không đây? Wow, một cái chiếc nón Noel đây các bạn ơi. Rồi, mũ người tuyết, mũ cà rốt. Và thêm một cái tin vui dành cho tất cả các bạn đây. Đã dành cho những tín đồ thích đào rương kho báu. Đó chính là vào sự kiện chủ nhật tuần này. Đó, sự kiện đào rương kho báu là chúng ta sẽ có cái bộ đồ đào rương. Đó chính là tên là cúp cây cây thông. Đó, một cái bánh cây thông nha các bạn. Thật sự là rất là vui luôn. Hình như là game đã nghe cái cõi lòng của mình nói ra rồi. Đã, cái set đồ này gồm là ba món nè. Một cái giấy dầu cúp cây cây thông, một cái mũ cúp cây cây thông và một cái đôi bốt rundo cây thông. Wow, khá là đẻ luôn.
Ok, và hiện tại mình đã ở server Việt Nam rồi nha các bạn ơi. Nãy mình đã về nước rồi. Bây giờ mình sẽ là bắt đầu cuộc hành trình đi sang anh Mr. Hot Dog đây. Đó, mình sẽ qua bên cái khu vực trung tâm thành phố nha. Và cái mốc thời gian hiện tại mà mình đăng nhập vào game đã chính là vào lúc 15 giờ 50 phút nha. Đó, tại là bắt đầu là 16 giờ thì anh Mr. Hot Dog mới là xuất hiện. Nên là mình sẽ là vào trước anh Mr. Hot Dog khoảng 10 phút để mình chờ nha. Tại là mình sợ đông quá là mình không có vô được á mọi người. Và cái cảm giác đầu tiên mà mình thấy đó chính là cảm giác rất là lắc và đơ luôn các bạn ơi. Rồi cái máy của mình là sắp nổ rồi đấy mọi người. Đó, và các bạn tập trung ở đây rất là đông rồi đã có thể chờ sẵn trước mình ở đây rồi đấy. Và thật sự hiện tại là mình đang rất là hồi hộp, không biết là có được gặp anh Mr. Hot đó hay là không đây. A few moments later. Rồi và hiện tại là đang 16 giờ đó, đúng giờ anh Mr. Hot Dog xuất hiện nhưng mà vẫn chưa thấy đâu cả các bạn ơi. Và rút kinh nghiệm ở đợt trước là mình sẽ bây giờ là chuyển map luôn nha các bạn, đó không có chờ nha. Tại vì là đợt trước là mình ở đứng chờ một map mọi người, mình không có chuyển map, mình đứng một chỗ à, chờ hoài mà không có thấy. Nhiều bạn mới nói là phải là đổi map nhiều mới cơ mới gặp. Đó nên mình sẽ quyết định là đổi rất là nhiều map khác nhau nha để mình tăng cơ hội gặp anh Mr. Hot Dog. Rồi mình đã chuyển qua một cái map khác rồi, đó cũng là bên trung tâm thành phố nha, nhưng là một cái bản đồ khác nha các bạn. Đó sẽ gặp những cái người bạn khác nữa. Rồi nhưng rất tiếc là qua đây vẫn khó chưa gặp các bạn ơi, đó vẫn chưa thấy anh Mr. Hot Dog đâu cả. Rồi và bây giờ là 16 giờ rồi đấy các bạn ơi, 16 giờ 01 phút rồi đó. Đó theo giờ Việt Nam nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu này, chuyển qua bên khu vực khác nha các bạn ơi. Đấy, bây giờ phải đổi map liên tục đó thì mới là mau gặp lận. Tại bên server Việt Nam thì rất là đông đó, nên là các bạn chia phòng nhau rất là nhiều á, để tìm hơi cực hơn mấy bên server nước ngoài nhiều lắm. Rồi mình đã qua cái map khác rồi nè. Rồi vẫn là chưa gặp các bạn ơi. Đó vẫn là một người đang đứng đợi đây. Đấy, các bạn mà đứng đợi là sẽ không bao giờ thấy đâu. Các bạn phải là đi tìm cơ đó, phải đổi map như mình là mới gặp nha. Bạn mình là có dặn các người bạn của mình là đó, chia nhau ra đi tìm đó, sẽ là mau hơn, tăng tỷ lệ gặp Mr. Hot Dog hơn. Ai mà thấy anh Mr. Hot Dog thì sẽ là gọi cho những người kia qua đó, như vậy là mới là dễ nha. Chứ các bạn mình đi tìm một mình thì hơi rà khoai đấy, hơi khó đấy, không có dễ ăn đâu. Rồi và nãy giờ là hơn 5 phút trôi qua rồi các bạn ơi, mình vẫn chưa tìm ra anh Mr. Hot Dog. Nãy cũng sắp là hết thời gian 10 phút rồi. Tại là sau 10 phút thì anh Mr. Hot Dog sẽ là biến mất nha. Tại là cái NPC này sẽ có 10 phút để xuất hiện thôi mọi người ơi. Đó, nói chung là hơi khó đấy. Và công nhận là game làm khó người chơi ghê. Đã cho gì có 10 phút xuất hiện u là trời. Đáng lẽ phải cho khoảng tầm 1 tiếng 2 tiếng gì đó. Nói chung là cũng tương đương như vậy đi, để cho mọi người dễ là chụp hình nè, và cũng như là dễ gặp hơn. Và không biết là nhà thành có nghe cái clip này của mình hay không nữa đó, nhớ là rút kinh nghiệm lần sau nha. Hoặc là tăng số lượng NPC lên thêm, đã có thể là cử thêm các NPC khác đó cho nó đông đông nha, chứ lại bè NPC là cũng hơi ít đấy. Và ở đây thì có nhiều bạn cũng rất là bức xúc đó, mình cũng như vậy thôi đấy, chờ hồi chờ mãi mà không thấy cái NPC đâu cả thì cũng rất là buồn đó, công sức là chờ đợi ngày này qua ngày kia đã cũng hai ngày rồi các bạn ơi. Đó mình đi săn 2 ngày rồi mà chưa thấy đâu cả đấy, cũng bực chứ mọi người. Và cái mốc thời gian cũng gần là sắp 10 phút rồi các bạn ơi, đã sắp là kết thúc cái sự kiện rồi. Không biết là mình có cơ hội gặp anh Mr. Hot Dog hay nữa không đây. Đó, và mình đang đổi map liên tục nha, nãy không có thời gian mà đứng lại một chỗ đâu các bạn ơi. Và các bạn thấy cái gì chưa, đó rất là lag luôn, đấy khá là lag, nó giật luôn mọi người ơi. Còn lag hơn cả bên server châu Âu nữa, đấy Việt Nam khá là đông chứ. Và bây giờ là đúng 16 giờ 10 phút rồi đó các bạn ơi, đã cũng sắp là kết thúc cái sự kiện rồi. Lúc này mình cũng khá là chán nản đó, nói chung là khá là buồn đấy. Nhưng mà thật là may có một người bạn đó kết bạn của mình để gặp NPC Mr. Hot Dog đó và mời mình qua đâu các bạn ơi, khá là vui. Và sáng nay là mình xin cảm ơn cái bạn Gấu Chup Ba nha. Đó, bạn đó đã kết bạn với mình và là đi tìm giúp mình nữa. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều đó, để giúp mình gặp anh Mr. Hot Dog đây các bạn ơi. Đó, sau bao lần vất vả đi tìm. Và hình như là cái map này chỉ có anh Mr. Hot Dog thôi sao các bạn ơi. Đó, không thấy chị bán kem với là Game Girl mọi người ơi. Chỉ có duy nhất một NPC à. Đó, nhưng mà các bạn là đi rất là đông nha. Đó, như một đoàn quân luôn. Wow, giống như là đang hộ tống cái tổng thống đó các bạn ơi. Đó, quá trời quá đất luôn kìa. Và các bạn có thấy chưa, đã anh Mr. Hot Dog là đang lái một cái chiếc xe ngựa tuần lộc đấy mọi người ơi. Đó, cái chiếc xe nhỏ nhỏ màu đỏ đỏ đấy mọi người. Đó, rất là bé luôn nha. Rồi mấy cái xe ô tô kia chia lại hết rồi kìa. Đó, đó, đó các bạn thấy chưa. Wow, đẩy hè game đó các bạn ơi. Xin xa, xin xa. Lần đầu tiên mà tôi đu idol trong game Play Together đây. Và mình cũng được trải qua một cái cảm giác thế nào là đu idol thành công rồi nha các bạn ơi. Một cảm giác rất là do mod tuyệt vời luôn. Và bây giờ cũng là sắp kết thúc cái sự kiện rồi nha các bạn ơi. Đã hơn 10 phút rồi đó.
Và Mr. Hot Dog đang trở lại cái chỗ điểm cũ nè. Đó là cái chỗ trung tâm khu thành phố này các bạn ơi. Đó, và các bạn nhớ là chụp ảnh này hoặc là quay màn hình lại cũng được. Hả, khổ cái chụp. Chủ yếu là thấy tên nhân vật của các bạn nè, đấy, về tên của NPC Mr. Hot Dog thôi là ok rồi. Đó, không cần phải chụp thấy mặt thấy đồ đâu các bạn ơi. Đó, bây giờ chụp bè tê thấy mặt cũng hơi khó đấy. Và hiện tại là mọi người đang bao vây Mr. Hot Dog rất là đông. Đó, thật sự là đang rất là lắc và giật luôn. Máy của mình là như sắp nổ tung rồi đấy mọi người. Nhưng mà không sao, đã đu được idol thành công là vui rồi đó các bạn ơi. Ok, và như vậy mình đã kết thúc cái chuyến đi săn idol rồi nha. Còn bây giờ cái clip của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và xin chào các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da. Rồi, và idol Mr. Hot Dog là chuẩn bị rời Việt Nam rồi các bạn ơi. Đã qua bên server Hàn Quốc rồi đó nha. Bây giờ là chào tạm biệt anh Mr. Hot Dog đi. Và hiện anh Mr. Hot Dog vào sự kiện Noel năm sau nha. Đã, và hy vọng anh Mr. Hot Dog sẽ là xuất hiện lâu hơn nữa. Đó, chứ 10 phút là ít quá. Không phải là phải cỡ tầm 1 tiếng, 2 tiếng xuất hiện gì đó thì là mới đẻ nha. Đã, cho các bạn ở Việt Nam gặp nhiều hơn nè. Đó, giao lưu với các bạn hơn nữa. Ok.